Đây là đâu? Trở lại bình thường rồi hả? Mất sức mạnh rồi sao? Ngươi không là cái đinh gì với ta đâu. Chúng ta có khách kìa. Chắc cần ta giúp đỡ hả? Phải rồi, ta cũng tự có thể lo liệu được mà. Là ngươi tự nghĩ ra mà thôi. Là Regina, tín hiệu của Regina. Không sao là tốt rồi. Regina. Hình như là còn có ai khác nữa. Mình nữa, mình cũng muốn xem. Đeo chi cho mình. Nè, trở lại đây. Nè. Không lẽ đó là Ken? Chúng ta phải xuống đó thôi. Ngươi không cần giúp ta. Đây là cách ngươi cảm ơn đó hả? Tiêu diệt hết rồi. Bọn này đúng là phiền phức thật đó. Mệt rồi sao? Không đời nào đâu. Radar của mình. Nè, có chuyện gì vậy? Sao nó bự dữ vậy? Chúng ta nhỏ đi rồi. Ai đó? Bọn chúng không biết mệt hay sao vậy? Mau ra khỏi đây đi. Cái radar bự quá đi. Khổng lồ. Hay là chúng ta nhỏ đi. Có phải là viên đá rồng đang ở gần đây hay không? Có thể nó muốn thử chúng ta có khả năng xử lý tình huống nếu cơ thể thu nhỏ đi hay không. Ở đây có dấu chân nè. Chắc chắn là của Regina. Đi thôi. Nè, nhớ cẩn thận đó. Không biết sẽ gặp nguy hiểm gì đâu. Cuối cùng cũng thở được rồi. Phải mau thoát khỏi đây thôi. Nhưng mà đi đường nào đây? Bên này. Cậu có bị thương không?
Giờ không phải là lúc chào hỏi đâu. Mau tránh đường ra đi. Chạy đi, nhanh lên, chạy nhanh lên. Tìm cách gì đi chứ. Tôi đang cố điều khiển xe này, chạy nhanh lên. Nhanh lên. Gần tới rồi, đứa trẻ đằng kia, mau lên. Nè, dừng lại. Mình phải ra tay thôi. Tới lúc quỷ diệt ngươi rồi đây. Hay lắm Regina. Mau đi theo tôi, nhanh lên. Chúng ta trở lại bình thường rồi nè. Hay quá đi. Thoát rồi. Nhưng vẫn còn bóng ma quái thú. Lại là gì nữa đây? Xem ra con kiến đó là một bóng ma. Đúng vậy đó. Nó trốn trong đám kiến. Đó không phải kỹ năng tầm thường đâu. Là sức mạnh của đá rồng. Cho nó thấy tài năng của chúng ta. Mau biến hình. Được thôi. Kiến binh vĩ đại Megami Tarako. Giao viên đá rồng ra. Mau lên. Hả Aken? Quên cách biến hình rồi sao hả? Ta có thể hạ gục nhà ngươi trong tích tắc. Cứ chờ rồi coi. Rồi ngươi sẽ hối hận. Aken, tôi nghĩ nên giải quyết tên này trước đã. Bớt thầy leo đang tới đây. Leo chờ đã. Gì vậy nè? Nhỏ xíu vậy. Leo cẩn thận đó. Sao tự nhiên nó nặng vậy nè? Ngựa quá. Chim tiêu của nó có thể thay đổi kích cỡ mục tiêu. Hèn gì thanh kiếm của Red tự nhiên to lên. Tôi mà biến hình được là hắn tiêu đời rồi. Đừng có lo thần rồng, cứ để cho tôi xử lý đi. Tôi tới đây nè. Regina. Ta sẽ không chần chừ như Red đâu. Tốt hơn ngươi nên tự nguyện giao viên đá ra đi. Viên đá sẽ không thuộc về ngươi. Nó là của ta. Regina, coi chừng. Ta sẽ trừng phạt nhà ngươi. Regina. Tới lượt ngươi. Ôi không, nè, đừng. Tôi đã trở lại rồi. Nè, mọi người ơi, không còn thời gian nữa. Hợp nhất cấp độ 4. Chuông báo khởi động. Hình rồng tiến hóa. Đại vương,
đại năng chiến thổ hợp nhất nhất đại nô hoàng đế chân cuối. Mọi người sẵn sàng chưa? Lên nào! Ánh sáng trong đây sẽ cứu lấy vũ trụ này. Tiền đại nô siêu mạnh. Tôi đã trả nợ xong rồi. Không, ngươi vẫn còn một thứ chưa trả cho ta. Kèo. Ôi không, hắn cứu mình nên đã bị thương rồi. Kèo, tỉnh lại đi. Komosaurus. Chỉ là thần rồng. Ông ấy nói trong túi da của anh có mùi gì đó, chắc chắn là có đồ ăn rồi. Cũng có thể không phải thức ăn đâu. Xin lỗi nha Ken. Ngươi không nên cử động nhiều quá đâu. Đột nhiên ngươi ngất xỉu nên mọi người mới đưa ngươi về đây đó. Ta không cần ngươi giúp. Không có chi. Ken nè, trong đó có gì vậy? Anh muốn một mình hưởng hết chứ gì. Ta ngửi được nè. Xin lỗi nha, lương khô hết rồi. Với lại mấy ngày qua chưa ai có gì bỏ bụng. Cái này là thạch Dino. Lương khô khẩn cấp cho thợ săn Dino. Chỉ một viên thôi cũng có thể sống cả tuần. Nhưng trước khi ăn, các người phải biết là sao vậy, con đó thấy ghê vậy. Chưa nói xong mà. Cái này làm từ đuôi thằn lằn phơi khô một tuần, sau đó hun khói bằng trâu dài nhất của một con mèo, và được luộc trong phân 3 ngày của Dino. Tôi thấy cũng ngon mà. Mà đúng rồi, ngươi thì làm gì ăn mấy thứ đồ bình thường đó chứ? Chỉ dành cho thợ săn Dino mà. Ngươi nói gì hả? Nè, có ai có nước không? Chúng ta đã hết cạn nước lâu lắm rồi. Nhìn kìa, đó có phải hồ nước không? Kỳ lạ quá, sao tôi lại không nhìn thấy nó ở trên bản đồ ta? Nè Red, bên đó có đồ ăn kìa. Sao, đồ ăn hả? Có ăn được không? Phải kiểm tra thử xem. Ngon quá. Cậu cũng ăn thử đi. Tôi cảm ơn, mình ăn thịt no rồi. Mọi người nên cẩn thận, nhiều khi có độc đó. Ngon quá. Ngon thật đó. Đó là bánh ngọt dâu. Ăn một miếng thôi nha. Ăn ngon quá đi thôi. Cả Regina cũng ăn sao? Ngươi còn định đi theo ta tới bao giờ nữa? Ta không thể để ngươi đi lang thang một mình được. Chỗ này hoàn toàn không có trên bản đồ. Có thể là do không gian và bóng ma tạo ra đó. Vậy hả? Ngươi định đi tìm viên đá rồng một mình đó hả? Ta không hề muốn đi cùng lũ ngốc như các người làm gì. Chỉ thêm cản đường cản lối mà thôi. Hả? Là viên đá rồng. Đồ ăn gian, đứng lại đó. À,
Bậc thầy Dino sẽ ăn cái cuối cùng này cho. Rest của tôi mà. Không đợi nào, tôi lấy nó trước rồi. Nè, Rest Regina, không giống các cậu chút nào. Leo, Leo đâu mất rồi? Mau đưa đây, trước khi tôi nổi điên. Rest Regina, Leo đâu rồi? Hình như là có gì đó vụt qua. Thằng rồng. Rex, Regina, mọi người đi đâu rồi trời? Ôi trời, chỗ đồ ăn biến mất rồi. Bậc thầy Dino Akan, nhà ngươi chỉ có như vậy thôi sao hả? Đừng có mà mơ. Chỉ là ta không thể đánh nhau với một kẻ bị thương mà thôi. Ngươi đúng là đồ vô dụng, chỉ được cái miệng mà thôi. Các người không xứng đáng có được viên đá rồng. Ta sẽ đem nó đi. Hả? Viên đá rồng biến mất rồi. Hả? Là một cái bẫy sao? Akan. John, chuyện gì vậy hả? Con ếch khổng lồ đó đã nuốt chửng Red, Regina và tất cả mọi người rồi. Cái gì? John! Các ngươi là một lũ yếu đuối vô dụng. Để một mình ta lo liệu vậy. Mình bị thương rồi, không thể biến hình được. Làm sao đây? Hả? Kim trắng plasma. Tôi không cần bất cứ ai giúp đỡ hết. Bây giờ không phải là lúc đem cái tôi ra nói chuyện đâu. Ngươi phải tấn công nó đi chứ. Ta biết, chỉ là ta quá đối thôi. Ta yếu rồi, không đủ sức chiến đấu nữa. Mau ăn đi. Thành Dino hả? Nếu không chiến đấu đàng hoàng thì chúng ta sẽ làm mồi cho nó. Mau ăn đi. Ta không thể ăn được. Ghê quá. Akan, bỏ khiên ra. Hả? Cái gì? Ta có quà cho con ếch chết đói nó đây nè. Được rồi, ta tin ở ngươi. Mau lên đi. Ăn đi. Có chân. Hả? Ah!
Chuyện gì vậy? Không thể tin được, tất cả là cái bẫy của bóng ma. Ốc đảo, thức ăn, tất cả là ảo ảnh chú dùng để mà dụ dỗ chúng ta mà thôi, không phải thiệt đâu. Hả? Chỗ đồ ăn đó cũng là xạo hả? Ừ. Sao ngươi dám đem đồ ăn ra đùa giỡn kiểu đó? Không thể tha thứ được. Đại đường trần cuối hợp nhất. Đại đường trần cuối hợp nhất. Đại đường hoàng đế trần cuối. Đã tới lúc nhà ngươi lộ diện rồi đó. Không tệ đâu, lần này tới bọn ta. Đang nhau kinh phán. Hả? Coi nè, chúng ta đã có tất cả viên đá rồng rồi. Yeah. Hả? Hả? Là viên đá rồng. Nhưng tại sao? Đừng có tự mạng nữa. Ta chỉ là tò mò muốn biết các ngươi có thực sự xứng đáng sở hữu viên đá rồng này hay không mà thôi. Rex, mau kết hợp viên đá của Khanh với của chúng ta đi. Ừ, được rồi, mau làm thôi. Hay lắm, đã tới lúc ta phải ra tay rồi. Tập 5, chuyển đổi. Ngon quá đi. Chủ nhân Beren, đừng. Nè, Saber. Không. Saber, mơ thấy mình. Hả? Làm gì có chứ. Nè, thôi nhận đi có mà. Không có mơ mà. Một giấc mơ về Đắc Nô. Đúng vậy. Cậu phải chấp nhận vì bảo vệ mình mà chủ nhân Barion đã hy sinh. Không, tụi mình phải bảo vệ chủ nhân. Đúng, nhưng mình vừa mây mờ Dark Knight đánh bại Rex và phá hủy tất cả. Vậy cậu có mơ thấy mình rồi. Quá đủ rồi. Saber, chuyện gì đã xảy ra với hành tinh Dino hả? Cũng nhờ chủ nhân Barion bảo vệ mà hành tinh Dino đã trở thành thiên đường cho cả nô lệ Dino và biệt đội. Ước gì mình được thấy. Nó đã từng rất là tuyệt. Một ngày đó, Đắc Nô đã làm phế bẩn nô lệ Dino bằng năng lượng hắc ám của mình. Hắn ta ám họ, tấn công và lợi dụng năng lượng xấu của họ. Đắc Nô là một quái vật. Chủ nhân Barion bị thương do bị tấn công đột ngột. Jenner sẽ dẫn các cậu đến ánh sáng hy vọng. Các cậu nhất định phải bảo vệ chủ nhân mới, để chủ nhân mới có thể trở thành con lửa chống lại sự u tối này. Chủ nhân Barion, Đắc Nô. Chủ nhân Barion biến mất vì chủ nhân Barion muốn bảo vệ hành tinh Dino. Chính vì vậy, tụi mình đến hành tinh của các cậu và gặp cậu chủ Rex. Cái gì vậy? Mình đã bỏ lỡ hả? Đừng giận mà, nói lại đi. Nhờ có chủ nhân Barion mà hành tinh Dino. Ôi, không thể chịu nổi nữa. Chị Dino nói là chủ nhân Barion hy sinh để mà cậu và biệt đội được gặp nhau. Tại sao? Tại vì cậu chủ mới chính là ngọn lửa hy vọng có thể bảo vệ được vũ trụ này. Lửa hy vọng hả? Ủa?
Vậy mình sẽ phải tạo dáng bằng thầy Dino rồi. Cậu có nghĩ vậy không? Không liên quan đến tạo dáng. Đứng dậy, đứng dậy. Nếu như Rex có thể tạo dáng như vậy trong trận đấu thì mình nghĩ cậu ấy sẽ rất là ngầu. Bây giờ cậu ấy cũng ngầu rồi mà. Vậy cậu nghĩ sao về kiểu này? Bậc thầy Dino Rex. Yeah. Ha ha. Chiến thắng. Sao? Hả? Ngầu quá đi thôi. Mọi người, đến giờ giao Dino Pizza rồi. Yeah. Emily, mình có nên tạo dáng này hay không? Không. Cái này cũng ngầu mà. Những người mới đến không có nề nếp thì không thể chuyển đổi được đâu. Giờ đã đến lúc mọi người được nhìn thấy năng lượng được nâng cấp của Bachi rồi. Nè Saber, nơi này quá vui nhộn để ngủ. Nói đi, sao cậu lại ở đây? Sao ở đây? Sao cậu lại không chịu thừa nhận chỉ là một chiếc xe đi giao pizza hả? Nói cái gì hả? Saber, đứng. Nè, đi thôi. Một nô lệ Dino mới xuất hiện. Xin lỗi các cậu, phải bảo vệ vũ trụ. Biệt đội Dino, đi. Những xe đi giao pizza lại bảo vệ vũ trụ. Nhiệm vụ của chúng tôi không phải đi giao pizza, mà chúng tôi là những chiến binh Dino chuyên bảo vệ cho bậc thầy Dino. Tay lái. Sao cậu lại có mùi như pepperoni vậy? Và cá đống nữa. Hiện tại không thể chuyển đổi. Suy nghĩ cho kỹ coi sẽ chọn ai. Đúng vậy. Mình phải làm gì? Mình phải chọn ai? Rex, giao cho mình. Mình thề với cậu mình sẽ đánh bại những ai dám đe dọa đến bậc thầy Dino. Ok. Hợp nhất cấp độ 5. Saber biến hình. Bắt đầu. Biến hình thôi. Hợp nhất Ultra Dino. Khủng long hợp nhất. Ultra đen khổng lồ. Đi, Saber. Tốc độ siêu phàm. Saber đúng là nhanh nhất. Tất nhiên, chỉ cần Saber còn tồn tại thì không ai làm hại được bậc thầy Dino. Chuyện gì vậy? Mình phải giữ được thăng bằng. Lạnh. Không phải Bachi cũ đâu, đây là Bachi băng giá. Đã được nâng cấp bởi kỹ năng băng giá rồi. Đầu tiên sẽ đóng băng cậu bằng tia băng rồi tấn công bằng sừng băng. Sừng băng kìa, Saber cẩn thận. Tốc độ siêu phàm.
chân bị đóng băng không đi được. Lạnh quá. Vậy thì mình phải chuyển qua Tyranno và dùng lửa. Hả? Nhưng không được, tụi mình vẫn không thể chuyển đổi được. Phải làm gì đây? Frank! Cậu chủ! Cậu chủ! Cậu chủ! Mình lại thất bại. Thất bại. Không thể bảo vệ cho bậc thầy mới. Đừng! Saber! Mở mắt ra! Vẫn chưa kết thúc mà. Đúng vậy, tụi mình không thể từ bỏ Fred. Fred, lần này tụi mình sẽ bảo vệ bậc thầy Dino. Vẫn có hy vọng mà, ngọn lửa để thắp sáng vũ trụ. Tụi mình sẽ sống trong bậc thầy Dino, Rex. Có chuyện gì vậy? Vậy biệt đội, các cậu ấy chuyển hết năng lượng sống của mình cho Fred rồi. Khoan, năng lượng của Rex đang truyền ngược lại gì. Gì vậy? Ngọn lửa sẽ thắp sáng cả vũ trụ. Mình là bậc thầy Dino Rex. Mình sẽ bảo vệ biệt đội của mình và vũ trụ. Rex, đi thôi. Mức độ đồng bộ của Rex và biệt đội đã đạt đến tầm cao mới rồi. Nhưng vậy là sao chứ? Bây giờ có thể chuyển đổi được rồi. Một thẻ mới. Rex. Yeah, Tyranno chuyển đổi. Tyranno biến hình. Thành công rồi, yeah. Tưởng mình ngầu, thử nhiệt độ đi. Đấu lửa. Red, bên ta sẽ lên tóc để kết thúc. Nào, Pentaceratops! Pentaceratops biến hình! Tiến lên đây! Ngọn lửa hy vọng! Giáo lửa! Magic in our secret recipe.
recipe. We